ngành công thương cần tiếp tục tập trung vào xây dựng hoàn thiện thể chế nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho đầu tư kinh doanh, khơi dậy nguồn lực phục vụ cho phát triển các lĩnh vực công nghiệp và thương mại. Đây là chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc tại Hội nghị Tổng kết công tác năm 2017 và triển khai nhiệm vụ năm 2018 ngành công thương vừa được diễn ra tại Hà Nội. Ghi nhận và đánh giá cao những kết quả đã đạt được của ngành công thương, Thủ tướng nhấn mạnh ngành công thương đã hoàn thành toàn diện và xuất sắc nhiệm vụ năm 2017. Ngành công thương biết gạt bỏ những lợi ích cục bộ, vượt lên chính mình, đồng thời cũng là bộ tiên phong đi đầu trong việc cắt bỏ các thủ tục hành chính, hoạt động hội nhập quốc tế đi vào chiều sâu và thực chất. Bộ công thương đã tiến hành những bước cải cách mạnh mẽ trên quan điểm toàn diện, từ cải cách tổ chức bộ máy, thu gọn đầu mối từ 35 đơn vị xuống còn 30 đơn vị trực thuộc bộ, thực hiện lộ trình cắt giảm 675 điều kiện đầu tư kinh doanh không còn phù hợp công tác tái cơ cấu cổ phần hóa các doanh nghiệp nhà nước đã được Bộ Công Thương tập trung xử lý và đạt được những kết quả cụ thể. Điển hình như việc thoái vốn rất thành công tại công ty Sabeco. Đây là một điển hình thực hiện tốt chỉ đạo của Thủ tướng. Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc nhấn mạnh. Tất cả chúng ta phải hành động, phải suy nghĩ và làm việc để hội nhập sâu trong thời đại khoa học công nghệ. Chính vì vậy ngành công thương phải có bước tiến mới đi trước đón đầu ra sao trong phát triển là một vấn đề lớn mà chúng tôi nghĩ rằng đông đủ các đồng chí lãnh đạo của bộ của các công đơn vị thuộc bộ nên suy nghĩ và hành động để chúng ta đón xuân mới với một cái tâm thế một cái nhiệm vụ rất nặng nề không chỉ 2018 và những năm tiếp theo.